Kính thưa quý vị, thổi phồng sự thật, lập lờ tác dụng chống dịch COVID-19 của một số loại thuốc để kích cầu tiêu thụ, tạo cơ hội kích giá cho một số sản phẩm được lựa chọn đã trở thành công thức kiếm tiền của một số gian thương câu kết với quan tham trong thời dịch giã. Giữa ma trận loạn giá, loạn sản phẩm phòng chống dịch, người dân chỉ biết tin tưởng vào sự hướng dẫn của ngành y tế là cơ quan chính thống của nhà nước trong lĩnh vực này. Nhưng trong cơ quan chính thống lại có những người không chính chuyên, đã biến niềm tin của người dân thành cơ hội để kiếm tiền. Vụ án công ty Việt Á chính là giọt nước làm tràn ly, mà trong đó vốn đã ẩn chứa quá nhiều tiêu cực nảy sinh từ khi dịch COVID-19 bùng phát. Hoạt huyết nhất nhất, viên đăng Covir, chỉ là thực phẩm chức năng, không có tác dụng hỗ trợ điều trị Covid, nhưng đã xuất hiện trong công văn của Bộ Y tế về tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19 bằng thuốc cổ truyền. Và nay, để test kit Việt Á lưu hành chính thức, với cái thế không ai cạnh tranh được, cũng lại làm công văn khác của Bộ Y tế. Một mình Việt Á hoặc một mình một cái công ty dược nào đó không thể làm được, bởi vì chúng ta có cả một cơ chế quản lý rất chặt chẽ. Vậy thì chắc chắn là đằng sau đó phải có người chống lưng, phải có người bảo kê và phải có cả một chuỗi, một tổ chức từ những người mà tạo điều kiện, những người mà hỗ trợ, những người thẩm định và những người mà ra những cái quyết định là cho phép họ lưu thông trên thị trường với một cái giá cắt cổ như thế. Dù là cơ chế là đấu thầu, chỉ định thầu, nhưng nếu mà cán bộ của các cơ quan ấy mà với là đạo đức trong sáng, vô tư vị lễ của nhân dân thì sẽ không có để cho công ty Việt Á nâng khống một cách quá đáng như vậy để làm cho thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, của nhân dân. Vậy là dưới sự chi phối của đồng tiền đã có một ma trận do một liên minh ma quỷ bày ra để tận dụng cơ hội nảy sinh từ dịch bệnh. Không phải ngẫu nhiên mà một bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sau những tháng ngày lăn lộn chống dịch ở phía Nam đã thốt lên rằng: đại dịch có quá nhiều thứ xấu mà ai cũng nói đến, nhưng theo tôi, nó như một cơn mưa rào gột sạch sơn son thuốc vàng của nhiều bộ phận trong xã hội ngày nay. Và trong nhiều bộ phận đó, có một bộ phận của ngành y tế. Trong suốt giai đoạn chống dịch, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản khác nhau dưới danh nghĩa là để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch và chống trục lợi từ dịch bệnh. Thế nhưng, trong đó lại cài cắm những yếu tố mang lại lợi ích cho một số cá nhân, doanh nghiệp thân hữu. Với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước, thì những văn bản kiểu đó chẳng khác nào là bùa hộ mệnh cho ekip của mình thoải mái thực hiện các hành vi trục lợi bất chính. Từ đông y đến tân dược, từ thuốc cổ truyền dược liệu đến các thiết bị phòng chống dịch đều được tận dụng theo hình thức thổi phồng chất lượng để dễ bề, nâng giá ngay trong hoàn cảnh tính mạng của người dân đang ở cảnh nghìn cân treo sợi tóc. Công văn số 6547 của Bộ Y tế đã nêu rõ, nghiêm cấm việc tăng giá tùy tiện hoặc đầu cơ tích trữ các thiết bị y tế. Thực tế, viên đăng Covid có giá 1 triệu đồng một hộp, test kit Việt Á có giá 470.000 đồng một bộ. Có được cái giá đó đều nhờ sự yểm trợ bằng vài lời đề cập đến tính năng tác dụng trong văn bản của ngành y tế. Vậy là chỉ đạo một đằng, thực tế một nẻo, nói hay nhưng cày dở. Anh có những văn bản hướng dẫn, nhưng mà lại để cho người ta muốn làm thế nào thì làm, mà không kiểm tra, thanh tra, rồi xử lý kịp thời, thì vai trò của quản lý nhà nước đó là bị buông lỏng. Rất nhiều cán bộ của Bộ Y tế đã bị xử lý kỷ luật, bị khởi tố điều tra là do họ giữa lời nói với việc làm của họ là không đi đôi với nhau. Họ lên miệng đạo đức giả, kêu gọi, thế nhưng mà thực tế họ lại là tham nhũng tiêu cực. Thì những cái cán bộ như vậy là phải kiên quyết và phải xử lý nghiêm túc, nghiêm khắc để làm gương cho những kẻ khác. Nói không đi đôi với làm, nói một đằng làm một nẻo, tất cả chỉ nhằm che đậy mục đích động cơ cá nhân không trong sáng. Hiện tượng này không chỉ riêng có ở ngành y tế. Vì thế, phải cảnh giác và nỗ lực ở mức cao nhất để ngăn chặn những biến thể Việt Á không để lây lan trong xã hội. Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an đã khẳng định với báo chí rằng Bộ Công an tích cực mở rộng điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, thực hiện các yêu cầu của Ban chỉ đạo đối với vụ án nhằm ngăn chặn và loại bỏ biến thể Việt Á trong tương lai. Phát biểu tại hội nghị chính phủ với địa phương chiều ngày 5 tháng 1 vừa qua, ông Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đã khẳng định,
Những vi phạm, sai sót xảy ra vừa qua rất nghiêm trọng, nhưng không phải là hình ảnh đại diện của ngành, không thể làm phai mờ những nỗ lực, đóng góp, cống hiến đêm ngày, cũng như sự hy sinh của đội ngũ thầy thuốc, các y bác sĩ, các cán bộ, nhân viên ngành y tế trong cuộc chiến với dịch COVID-19 trong suốt thời gian qua và cả trong thời gian sắp tới. Đúng vậy, ơn cứu mạng như ơn sinh thành. Nhân dân cả nước mãi mãi ghi nhớ ân nghĩa to lớn của những người thầy thuốc, xã hội đã tôn vinh và gọi họ là những anh hùng áo trắng, thiên thần áo trắng. Nhưng cũng không ai quên đạo lý ngàn đời của ông cha ta là một con ngựa đau cạt tàu bỏ cỏ. Huống hồ, trong lúc dịch bệnh nguy nan, cướp đi sinh mạng của hàng vạn đồng bào ta, lại có những người làm những việc nhẫn tâm như cỏ dại vô tri, vô giác. Cành cây sâu thì phải cắt bỏ, cỏ dại thì phải nhổ tận gốc, phải nhổ sạch cỏ dại trong ngành y tế. Đó là hành động của lương tri, là mệnh lệnh của trái tim.